live show Một đời nhớ, một đời thương gồm 3 phần chính. Một đời nhớ, một đời thương và phút tĩnh tâm là câu chuyện tràn đầy cảm xúc được kể bằng âm nhạc với những hoài niệm của thời gian, những lắng sâu hoặc dâng trào theo mạch cảm xúc mà các nghệ sĩ mang lại. Đến với Một đời nhớ, một đời thương, khán giả không đơn thuần là người thưởng thức mà dường như được hòa cùng với những cung bậc tình cảm mà đâu đó trong cuộc đời mình đã có, đã trải qua. Xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên là những gương mặt nổi tiếng được yêu mến như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ ưu tú Hồng Năm. Lần đầu tiên làm cái live show này nó rất là vui và hạnh phúc bởi vì có sự hỗ trợ và ủng hộ của những người em, người bạn và những người bạn đồng nghiệp. Họ luôn luôn hết lòng vì tôi. Và một cái live show này là một cái live show để đời. Bất cứ một nghệ sĩ nào họ cũng mong muốn được như thế. Và cái điều đặc biệt của tôi là nó quy tụ tất cả những cái bài hát quãng thời gian mà tôi tham gia làm nghệ thuật. Và đấy là cái điều mà tôi muốn tri ân khán giả và những người bạn đồng nghiệp của tôi. Live show Một đời nhớ, một đời thương diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 6 tại rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội. Bên cạnh đó, toàn bộ số tiền bán vé của chương trình sẽ được nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên góp phần hỗ trợ cho quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội để giúp đỡ trẻ nghèo ở khắp mọi nơi.